lăng ngày hôm nay mưa mưa này, anh em mình làm một cái chủ đề về mưa đi anh nhỉ. Làm chủ đề về mưa. Chủ đề là cái gì bây giờ nhỉ? Khi chở hàng trời mưa thì các bạn tài mới cần lưu ý những gì? Được không? Được. Để làm luôn đâu. Đặc biệt làm luôn cái con đời thấp này. Nhiều anh em hỏi cái tầm 165 này mà thấp á? Tem đẻo ấy. Tem đẻo. 165 đấy. Tán láo anh ơi. Đố anh cái đời nào ấy? Chắc 08, 09, 05 đấy. Đây là kính ấy, kính đi luôn. Ồ, đi à, 05 á? Ừ, em vừa lấy hôm qua mà. Vừa lấy hôm qua xong. Con này không được đi lấy, không biết. Ừ. Tép luôn con này. Tép luôn con này thì để cho anh em biết là xem những cái đời mà thấp thấp mà ít tiền như thế này trông như 10 nhỉ. Thì đi nó có ổn định không? Tại vì nhiều anh em bảo là ngại mua những con đời nó sâu quá. Với lại sợ đời sâu quá nó lát đi nó nguy hiểm. À thế thì, à? Thì ngày hôm nay test cho anh em biết được rằng khi trời mưa đi xe tải, lái xe chở hàng cần lưu ý gì. Và khi mua một chiếc xe tải đời thấp ít tiền mà đi trời mưa thì thực sự nó có an toàn hay không, và có nên mua những xe tải đời thấp để kinh doanh khởi nghiệp hay không. Và chúng ta sẽ bắt đầu video này cùng hành trình anh em đặt xe tải bạn nhá. Đi anh em mình thử nổ máy. Hai lẻ tư. Nội thất đẹp phết nhá. Con này nội thất đẹp phết. Ôi kính luôn. Những cái điều chú ý đi trời mưa nó có nhiều chú ý phết. Đây này, kính bắt đầu mờ rồi này. Đang vẫn quay anh. Cái này đấy, nhá, quay đúng không? Khi trời mưa thì vẫn là phải trước khi chở hàng đúng không? Chất hàng lên rồi không? Vẫn gõ lốp, vẫn kiểm tra lốp, nước thôi, dầu máy các thứ. Kiểm tra thêm bạt nữa em. Thêm gì? Bạt. Bạt á? Xem nuôi bạt mà. Đúng rồi. Trời nắng thì không cần kiểm tra bạt chứ, trời mưa thì phải kiểm tra bạt chứ. Đúng rồi, phải kiểm tra bạt. Bây giờ nhận chở hàng thuê chẳng hạn xuống bến bãi. Trời mưa ấy, kính này hơi mờ nhỉ, có điều hòa đúng không? Có điều hòa. Có điều hòa, bật anh, điều hòa lên thì nó hết đúng không? Anh nghiên cứu có điều hòa. Thế để anh em mình bắt đầu chuyến hành trình nhé. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình em hỏi những con mà không có điều hòa thì trời mưa thì phải làm nào? Trời mưa thì phải mở kính, không thì lấy rẻ lau. Đấy. Chuẩn bị rẻ nữa. Rẻ, lau bên trong. Có lẽ có sấy ngoài đấy. Đây rồi. Có lẽ nó có sấy ngoài. Ây dạ ơi. Phát lần ngay nhá. Ok. Bắt đầu thử test con này xem nào. Đi trời mưa. Ngày mai thì em sẽ chúng ta kiểm tra hệ thống gạt mưa này. Nước gạt mưa nhá. Anh em chú ý nhá. Đấy, xem cái chổi cái gạt mưa này nếu mà nó cụt quá thì chúng ta cũng thay đi 250k một bộ. Em thì hơi nhiễm cái bệnh nghề nghiệp liên quan đến tiền. Bây giờ đi đường nào hợp lý nhỉ? Bây giờ thì chúng ta có khả năng là vẫn đi vào con đường ấy. Em bảo ngày hôm qua làm cái clip ấy. Đấy là anh em bảo là có những loại xe như là K250 hay là L250 nó vút được lên cao tốc tầm 150 bình thường. Anh em mình nói hôm qua là sai. Anh ạ. Thế thì thực sự là cái câu hỏi này của nhiều cụ là cũng chưa biết bây giờ phải giải thích thế nào. Bản thân anh em mình chưa bao giờ đạp được lên đến 150 đúng không? Những xe đấy thì nhà mình cũng đã có. Ừ. 250, K250 nhà mình cũng đang có. Đấy. Thế nhưng mà để mà đạp được lên đến 150 km đối với những cái xe đấy thì nói chung là không lên được em ạ. Nó đạp nó chỉ được lên đến con nào mà nó ấy lắm, như Porter 2 nhập khẩu mà cái con 6 chỗ, cái đầu 6 chỗ em ạ. Anh đã từng chạy lên được đến hơn 120 một tí. Dạ. Yeah. Chứ cũng chưa thể mà lên được đến tầm 150. Các bác bảo đạp xe con lên 150 còn khó. Quá. Wow. Làm sao mà đạp được xe tải lên đến 150? Và khi đi cái tốc độ đấy thì nó cũng không nguy hiểm phết đấy, đùa. Đây là rất nguy hiểm.
đây là xe không có gang, không có điều hòa nhá. Bắt đầu hơi, chúng ta test luôn. Đây em đang sử dụng chưa có điều hòa, chưa bật hệ thống điều hòa. Đây, chưa hề bật nhá. Đây này, tắt này. Đây, chưa hề bật nhá. Và cứ đi thử xem. Một lúc xe trời mưa nó không có điều hòa đấy. Viết chữ được. Mà tịt luôn. Đấy, một trái tim này. Đấy. Nhưng mà bây giờ bắt đầu bật điều hòa này. Bây giờ bắt đầu bật điều hòa lên. Trên chiếc này hình như là cái hệ thống quạt gió này nó đang không hoạt động. Em thấy mát rồi đấy. Có đấy. Hoạt động thì không? Có mát và mát từ chân rồi đấy, nhưng mà vậy. Chưa đúng cửa gió. Chưa đúng cửa thôi. Có mát mà. Đi xe trời mưa thì nó cũng có nhiều cái chú ý. Thì anh em chất hàng chú ý xếp hàng nó cân xe để tránh đường mưa trơn trượt. Đấy. Để bật quạt. Quá. Này điều hòa nó, con này nó đang có vấn đề đúng không? Này thì con này chắc là tí nữa đang với. Tí nữa anh em đi xử lý thôi. Xem xét xử lý thôi. Con này mới về hôm qua cũng chưa làm gì mà. Công nhận con này đẹp nhỉ. Xin nhan đèn coi thấy đủ. Khi mà điều hòa có vấn đề là mình cứ xuống kính thôi, đi nó không bị hấp hơi nước. Idol đây rồi. Trời, chào anh Idol nhá. Idol Thái Nguyên. Đi những cái trời mưa này là anh em cần phải chú ý hơn. Đó, những trời nắng đúng không? Nếu mà đi vào buổi tối ấy, là có điện vàng nữa thì càng tốt. Nếu mà chúng ta có điện vàng, hệ thống điện vàng nữa thì nó càng tốt. Chứ không cua trơn trượt. Vào cua này anh được chia sẻ cái kinh nghiệm vào cua. Nếu mà cua này bình thường, nhưng mà cua tay áo thì sao? Cua tay áo thì chúng ta nếu mà đi ban ngày thì chúng ta đi rất chậm, bình tĩnh thôi. Tầm bao nhiêu km hay là vào có cua, kinh nghiệm gì không? Vào cua thì bây giờ nếu mà đi vào buổi tối nó sẽ dễ hơn. Thì anh em có đèn quan sát, quan sát từ xa nhận biết là xe có xe ở phía đối diện bằng đèn. Thế nhưng mà đi ban ngày thì chúng ta thường hay là đi những cái đoạn cua đấy, chúng ta đi theo cái cảm xúc của mình đấy. Như bình thường như em thì em đi đến đoạn đấy em cũng rất phải bình tĩnh khi đã có hàng, đã cõng hàng để tránh cái tình trạng trơn trượt. Chúng ta đi khoảng tầm 30-40 thôi đấy, đường thẳng thì có thể đi được 60 nhưng mà đường cua trơn trượt. Và nên đi cái mức độ nó phù hợp với cái cung đường đấy, và càng cua gấp thì chúng ta đi tốc độ nó càng thấp và đảm bảo được cái tốc độ chúng ta di chuyển trên đường. Đôi khi là mình gặp lầy thì nếu mà không có hàng đấy thì phải làm thế nào anh? Đôi khi gặp lầy không có hàng thì có nhiều cái tình huống, ví dụ như là có thể nhờ xe khác kéo trong cái trường hợp mà có xe kéo. Còn không có xe kéo thì chúng ta phải dùng xẻ, chúng ta đào bánh, chúng ta chèn đất đá vào, chèn đá vào, chèn gạch vỡ vào để nó không bị ban. Đấy, đợt em lên lấy con K3000 đời 2004 trên Điện Biên lên Lậm Pồ ấy, là con đấy là phải nhờ một con xe ben khác kéo lên đấy. Đúng rồi, nhiều trường hợp là phải nhờ xe kéo lên, không thể tránh được. Nói chung là bây giờ thì hệ thống đường xá của Việt Nam nó đã đẹp hơn rất nhiều đấy, nên là cái tình trạng đấy thì những con tài mới thì ít gặp, còn gặp nhiều chủ yếu ở những con tài xe ben thôi đấy. Còn chúng ta là chạy xe thùng như thế này thì chúng ta cũng ít gặp cái trường hợp đấy. Anh đi con xe này anh cảm thấy thế nào? Đi con xe này thì số má nào, xem số má nào. Một ngày thì mình chạy khoảng độ 40 chiếc trên bãi. Đây số má đây, di chuyển bằng một ngón tay được. Đúng mà. 205 nhá anh em nhá. 205 tay luôn. Đấy là trả
nhiều bác bảo là vào số. Đây, em di chuyển một ngón tay cho các bác nhé. Về số một ngón tay. Trả, số ngọt ngào. Trả lời cho cái câu hỏi là xe tầm 150, xe đời thấp đi có tốt không? Những cái con như trước này thì em đảm bảo các bác là hôm nay thì ông anh em không có nhà, nhưng nếu mà có nhà em cẩu cho các bác khoảng độ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn hàng lên. Chúng ta đi thử ngay. Hôm nay xe cẩu không có nhà. Cẩu cho một cục sắt 1 tấn rưỡi lên. Tha hồ cho các bác dưới tép. Con này chắc nếu mà trên đường trên Cao Bằng, mấy hôm nay các bác Cao Bằng mua dòng xe này nhiều đúng không? Đúng rồi. Hôm qua ấy vừa bán con 204 ấy. Qua bán con 204. 204 về đâu nhỉ? Về con đấy đi Hòa Bình. Về Hòa Bình. Con đấy là đi Hòa Bình. Hòa Bình chở mía. Đúng rồi. Con hôm qua cũng đẹp nhưng mà không thể bằng chiếc này được. Chiếc này là đẹp hơn. Con này nhìn rất át, hôm qua về sườn nhìn rất át. Đấy, và những khúc cua như này là chúng ta cẩn thận. Dễ bánh, dễ đít. Như dòng xe này anh so sánh với thằng K2007 thì ngày xưa anh chở hàng thì anh thấy hai con nó như thế nào? Chúng ta khi chạy những dòng xe K3000 này thì về bản chất của chiếc K3000 thì cái máy nó đã to hơn. Đấy, máy nó to hơn rồi. Đây, chúng ta có thể đi quá cái chỗ này một tí đi. Chúng ta vừa đi chúng ta vừa trải nghiệm cái cung đường ở đây. Nói thì nói vẫn phải xét về mặt kinh tế đúng không? Nếu mà bình thường em chỉ cộng mấy anh em nếu mà mua về để mà chở hoa quả các thứ chắc là cũng chỉ có 3 tấn thôi, 3 tấn 4 tấn thôi. 3 tấn 4 tấn ví dụ như K2007 đi đường bằng chúng ta vẫn đi được. Như đường này này. Như đường này này. Đường này đi thoải mái. Như đường này thoải mái thôi. Đúng rồi. Đi đường này thoải mái. Đấy. Nhưng mà về xét về kinh tế để giàu thì con K2007 vẫn lợi hơn. Đúng chính xác, K2007 máy bé hơn. Bé hơn. Thì giàu lợi hơn. Đó thế. K3000 này thì tải nó nặng được nặng hơn, các bác cộng được đến 4 tấn được, thoải mái. Nặng phết nhỉ. Ngày mấy ngày nữa thì chắc anh em mình làm một cái clip là thăm lại chiến trường xưa của anh nhỉ. Chúng ta sẽ làm cái clip thăm lại bãi 197 Hồng Hà. Ok anh em. Bãi 193 Hồng Hà là những cái địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội mà chuyên về vận tải hàng hóa đi các tỉnh. Anh em xe của các tỉnh nhớ bác đi về để bốc hàng. Ok. Còn K3000 đây. Chào bác, 97. Đi đường toàn thấy Kia. Nhiều phết. Dòng Kia này là cũng là một dòng xe nó lành. Nó lành xe nên là đã cũng nhiều được nhiều bác tài sử dụng này. Rồi là nó được cái thùng nó cũng rộng hơn so với dòng Hyundai. Đó. Đấy. Chúng ta nhìn thấy có thể thấy các bác tài đi trước kia. Bác vào cua cũng rất chi là từ từ và cẩn thận. Chứ cũng không vội vã. Những đường như thế này, uốn lượn. Đi đường này, đây là buổi sáng, đi buổi tối phải cẩn thận hơn nữa. Đây là chưa có đèo dốc gì cả. Ta trải nghiệm luôn chiếc xe này, rất chỉ là mướt mát. Hôm nào phải lên đèo Khế Tép. Đi đèo Khế Tép. Đấy, có cho máy bay trên. Cho Flycam cam bay trên, nhìn nó mới ướt át. Hôm nay trời mưa quá thì tranh thủ làm video này cho anh em. Là trả lời được cái câu hỏi đó là khi đi trời mưa cần chú ý những gì. Thì tổng hợp lại đó là về phần tất cả mọi thứ. Đầu tiên nó là điều hòa, nếu mà không có thì phải chuẩn bị một cái khăn lau. Đấy, điều thứ hai là nước kính. Đấy, điều thứ ba là chúng ta kiểm tra hệ thống bạt phủ. Đúng rồi. Chắn hàng của chúng ta. Điều thứ tư là khi vào cua là phải nói chung là trên đường thì nó có đấy là về phần chuẩn bị trước khi chúng ta đi. Thế còn về phần kỹ năng xử lý trên đường thì nói chung là cũng có nhiều bác tài cũng sẽ có những cái kỹ năng nó tốt hơn. Nên đây là cái chia sẻ trong góc độ của em. Thế là bác tài nào mà có những cái kỹ năng nó tốt nữa để có thể chia sẻ cho anh em thì có thể bình luận ở bên dưới cái video này để anh em mình cùng chia sẻ, cùng học hỏi kinh nghiệm. Đấy. Kinh nghiệm đèo dốc thì em cũng chưa được có nhiều kinh nghiệm nhiều lắm. Đấy, cũng mong các bác là chia sẻ thêm để anh em mới khởi nghiệp cũng biết. Đấy. Đây, chiếc xe này chắc cũng phải 202, 203 Quarter của bác này. Và một cái điều tổng kết cuối cùng đó là về câu hỏi là xe ít tiền
thì có nên mua hay không? Thì xin thưa với tất cả các bác, thực tế hôm nay em đi thì cũng là câu trả lời rồi. Biết tiền, nhưng quan trọng là chúng ta biết xem xe, nó phù hợp với lại công việc, nó phù hợp với công việc. Nếu mà công việc của chúng ta cũng chỉ tầm tấn, 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn, tiền của chúng ta thì cũng chỉ cần chỉ bỏ ra tầm hơn 100. Mà mục tiêu tài chính của chúng ta là mục tiêu chủ yếu, thì chả tội gì chúng ta phải đắp vào 300, 400, trong khi đó trong một khoảng thời gian nó vẫn ra từng đấy tiền. Quyết định như thế nào là ở bạn, và đúng hay sai là do cách bạn tìm hiểu kỹ lưỡng, cách chọn xe, mua xe, quyết định đầu tư đáng hay không đáng. Một lần nữa chỉ xin chúc tất cả quý vị và các bạn sau những clip này của anh em đặt xe tải, quý vị và các bạn sẽ vững vàng tay lái hơn, tự tin, tự mình, tự chọn mua được những xe tải cũ chất lượng. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong clip tiếp theo của đặt xe tải vào ngày mai.